Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hoàng Nhật. Thì ngày hôm nay em có 11 sản phẩm nha, 11 sản phẩm đồng hồ đến từ Nhật Bản muốn lên giao lưu với tất cả mọi người. Và tất cả sản phẩm mà bên em bán ra, bên em cam kết đều là hàng chính hãng hết nha. Nếu phát hiện hàng fake, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì bên em xin hoàn rồi cho mọi người gấp đôi tiền. Và khi mọi người mua hàng thì mọi người sẽ nhận kèm cái phiếu bảo hành của bên em ạ. Ở trên này có đầy đủ thông tin cửa hàng ha. Ở trên có địa chỉ, tên và số điện thoại ạ. Địa chỉ của em nằm ở 130 Trần Phú, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nha. Số điện thoại là 0378275894 ạ. Phía sau sẽ kèm luôn tờ giấy bảo hành cho mọi người. Em sẽ bảo hành cho mọi người là 6 tháng cho đồng hồ pin và 12 tháng cho đồng hồ cơ nha. Phía dưới này em sẽ ghi tên, sản phẩm, giá thành và ngày mua để có thể hỗ trợ thu đổi lên đời cũng như là bảo hành cho mọi người một cách tốt nhất ạ. Đầu tiên em xin vào mã đồng hồ mã số 1 nha. Là một chiếc đồng hồ pin ạ. Đây là một chiếc đồng hồ pin đến từ nhà Orient ha mọi người, Orient Watch Sa Băng nội địa ha mọi người. Phần góc bên phải này nó có một số vết thời gian, nhưng mà nhìn tổng thể như thế này chúng ta đeo bình thường thì rất là đẹp ha mọi người. Vỏ còn sáng bóng à, nó vỏ sáng bóng, dây zin nguyên bản nước vàng còn rất là đẹp luôn. Đeo này là như đeo cái lắc vàng ha. Mã số 1 giá 500.000 ạ, 500.000. Nước kháng nước tốt nha. Ngang 28 nè mọi người, dọc là 36, 28 nhân 36 ha. Rồi, dây là dây zin theo đồng hồ luôn ha. Mà dây này không phải dây của Orient không mọi người, dây Bambi là nó có chữ Bambi nè. Nè, lên tay cho mọi người xem. Phơm vuông rất đẹp, kháng nước tốt nha mọi người. Mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái ạ. Mã số 1 giá 500.000. Kính khoáng vỏ thép nha. Mã số 1 giá 500. Tiếp theo mã số 2 ạ. Mã số 2 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Aulalia. Con này là của máy pin Thụy Sĩ ạ. Góc 6 giờ chúng ta sẽ thấy dòng chữ Swiss Movement ha. Swiss Movement. Mặt màu đen, kính vát nha mọi người, kính vát ba cạnh. Kính em là kính khoáng luôn, vỏ thép, dây em coi dây coi. Dây này là dây zin theo đồng hồ hết mọi người, nhưng mà dây này không có logo. Nó có để chữ stainless steel thôi. Rồi dây zin theo đồng hồ này mọi người thấy không? Rồi một chiếc đồng hồ dây vàng rất là đẹp, độ mới nó còn tầm 90% hết mọi người. Còn 90%. Xin toàn bộ mọi người và mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái ha. Thương hiệu Aurelia Stainless Steel Water Resistant. Máy pin 3 kim mặt đeo màu đen à. Ngang là 27 năm, dọc là 35, 27 năm dọc 35 ha. Máy pin Thụy Sĩ gốc 6 giờ có dòng chữ Swiss Movement nè mọi người. Kim cọc mạ vàng, núm có một đính một viên đá màu đen. Mã số 2 giá cũng 500.000 luôn ạ. Rồi lên tay rất sang ha mọi người, ôm tay đẹp và cái kính nó vát á nên có hiệu ứng ánh sáng rất là tốt. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em nha. Mã số 2 giá cũng 500.000 thôi. Máy pin Thụy Sĩ ạ. Tiếp theo là mã số 3, em này là hiệu Sunflower Play ha. Một thương hiệu đến từ Nhật Bản nha mọi người. Sa băng. Kim cọc mạ vàng nè. Vỏ mạ vàng luôn. Dây vỏ được mạ vàng BVD rất là đẹp nha. Dây zin có logo của chữ Sunflower. Và góc bên này. Rồi, phía sau này có dòng chữ sa băng ha. Sa băng. Kính của em này là kính Sapphire nha mọi người. Ngang 27. Dọc 35, kính sapphire, vỏ mạ vàng, dây vỏ mạ vàng còn rất là đẹp ạ. À. Mọi người nhìn cái nước vàng này còn rất là sáng và bóng ha. Mã số 3, giá 600.000. Dây khóa zin nguyên bản có logo ha. Mấy con này thì tương đương với size tròn tầm 35. Rồi, anh nào thích mẫu này thì alo cho em nha. Máy ký pin 3 kim. Chạy chính xác và không vào nước nha. Mọi người tắm đi mua thoải mái ạ. À. Mã số 3 giá 600.
Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Senco ạ, mặt đeo màu đen ha. Mặt đeo màu đen. Con này là toàn thân vỏ được mạ vàng BVD rất là đẹp ạ, mạ vàng BVD. Mã số 4 giá là 800.000 nước vàng, còn rất là đẹp và rất là sáng ha mọi người. Của thương hiệu Senco. Dây khóa zin nha. Dây khóa zin có logo của Senco nè. Em này mã số 4, giá 800. Size ngang là 26. Size dọc không tính càng là 31 và tính càng là 34 34,5, tương đương với size tròn tầm 34 ha mọi người. Đó, con này lên tay rất là ôm và đẹp ha. Kính em này kính khoáng nha, kính khoáng vỏ mạ vàng. Mã số 4 giá 800 của thương hiệu Senco ạ. Dây đủ dài cho tay 17 nha, 17. Còn mấy con này thì ba con này thì dây thì thoải mái rồi. Rồi tiếp theo là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Sima. Một dòng đồng hồ đến từ Thụy Sĩ nha mọi người. Em này thì núm ren vặn cho mức độ kháng nước của em này là được 100 m. Vỏ thép nha mọi người, vỏ thép kính khoáng. Dòng máy pin Thụy Sĩ Swiss Movement. Swiss Movement ha. Kính khoáng cứng, em này có hai lịch nha mọi người, lịch thứ và lịch ngày. Lịch ngày có lúp nha. Và vỏ em này là vỏ thép niền khía ha, niền khía. Làm theo kiểu dáng của Rolex nha mọi người, logo của Sima. Con này thì hữu duyên dây mùa đủ tay 16 nha mọi người, dây đủ tay 16. Anh nào to hơn thì đeo không được. Con này chạy máy V8 nha, máy pin V8, máy Thụy Sĩ V8 á. Cái máy này không là bán cái IC thôi là cũng đã 1 triệu đồng rồi. Nếu mà anh em nào thợ mà mua IC về làm thay đồ cho khách á, tại vì cái máy V8 này nó gắn cho rất là nhiều đồng hồ như Omega, Longines đồ. Size 37 ha mọi người, size 37, mã số 5, giá 1 triệu ạ. Giá trị của con này thì nằm ở cái máy và cái form dáng thì rất là giống Rolex ạ. Dây đủ dài cho tay 16 nha. 3 kim, 2 lịch thứ ngày. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em. Zin nguyên bản, zin cả dây. Dây đủ dài cho tay 16. Nãy size mặt của nó là 37 ha. Size mặt 37, lắc tu lắc là 44 ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Orient ạ. Em này máy pin Chronograph ha mọi người. Máy pin Chronograph 3 cốt 6 kim. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Gấp 4 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày nha mọi người. Còn 3 cốt 6 kim là những chiếc đồng hồ có nhờ những cái kim có chức năng đếm giờ thể thao ạ. Đó là chức năng Chronograph. Dây khóa zin nguyên bản nè. Mã số 6 giá 1 triệu tư. Hai con Chronograph nè, hôm nay hết pin mà em quên để ý em chưa thay ha. Mai em thay pin vô rồi sẽ gửi video cho anh nào thích những mẫu này. Mấy con này chỉ hết pin thôi tại vì máy móc nó rất là bền. Size 43. Size 43 nha. Dày 12 mm. Bản nội địa Made in Japan à. Made in Japan. Vỏ thép không rỉ, kính khoáng cứng nha mọi người. Kính rất là dày và cao ha. Góc 6 giờ có chữ Japan nè. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Size 43, mã số 6 giá 1 triệu tư nha. Con này phù hợp cho mấy anh có cổ tay to to chút xíu. Tay từ 16, 17 trở lên đều là đẹp. Ngoại hình mới đẹp cỡ 95% nha mọi người. Tiếp theo mã số 7 ạ. Mã số 7 là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu CK ha. Dòng Calvin Klein. Nè, Calvin Klein nè. Swissmade Thụy Sĩ. Góc 4 giờ chúng ta sẽ có một ô lịch ngày. Và em này có các chức năng đếm giờ thể thao giống như em Orient hồi nãy ha. Nhưng mà em này thì là của Thụy Sĩ. Swissmade. Giá là 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu rưỡi. Nào, phía sau đấy em nó đây. Toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ, kính khoáng cứng,
mức độ kháng nước là 50m ha, có dòng chữ Swiss Made phía sau. Đó, có logo của Calvin Klein. Khóa zin luôn nha mọi người, khóa zin luôn. Dây còn rất là dài, đủ cho tay 19 luôn nha, đủ cho tay 19. Ngoại hình còn mới, đẹp, sáng bóng, độ mới đánh giá trên 95% nha mọi người, trên 95%. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Máy pin Churrap Thụy Sĩ. Size 38. Giá là dày 10,5 mm, giá là 1,5 triệu mã số 7 á. Anh nào thích mẫu này thì chốt giùm em. Kính khoang cứng, vỏ thép không rỉ nha. Tiếp theo mã số 8. Rồi, mã số 8 này thì em bán nhiều rồi ha. Cái mẫu này thì rất là được nhiều anh em yêu thích nè. Về bao nhiêu con là cũng anh em cũng lấy hết. Là một chiếc đồng hồ Senku 5 với mặt vân 3D ha. Màu đen thì được nhiều anh em thích hơn, nhưng mà em nhập về được màu trắng. Mặt trắng trải tia ha mọi người. Và trên mặt đeo có những cái vân 5555 rất là nhiều. Vân 3D ha. Mai chạy máy 7S26, 21 chân kính tự động hoàn toàn của nhà Seiko. Thời gian tích cốt là tối đa là 40 tiếng. Máy chạy 3 kim và 2 lịch thứ ngày ha. Đáy lộ máy. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo, máy chạy chính xác nha mọi người. Đó. Dây khóa zin nguyên bản. Dây còn đủ dài cho tay 18 nha. Dây đủ dài cho tay 18, nào thích mẫu này thì chốt giùm em. Size 37 á, em này size 37, mã số 8, giá 1,5 triệu. Bảo hành cho mọi người 1 năm à. Cam kết chính hãng trọn đời. Tiếp theo mã số 9. Rồi mã số 9 chúng ta sẽ cũng có một chiếc đồng hồ Senko 5 nữa ha. Con này mặt trắng chải tia hướng về tâm nè. Đó, mặt trắng chải tia hướng về tâm. Con này là góc 6 giờ, có dòng chữ Made in Japan ha. Con này là bản nội địa. Cọc số nổi ha mọi người. Và trên góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ và ngày. Thứ ngày. Size mặt em này là size 38 nha. Đó, size này size 38. Bản nội địa Made in Japan, dây khóa zin nguyên bản, độ mới cao nha. Cỡ 93-94% ạ, 93-94%. Đái lộ máy, em này cũng chạy mà bộ máy giống như em mã số 8 luôn, máy 7S26 ạ, nội địa Nhật. Made in Japan. Rồi mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo nha. Kháng nước tốt, mọi người có thể tắm đi mưa thoải mái. Giá em bán là 1,6 triệu ạ. 1,6 triệu, size 38, anh nào thích mẫu này thì chốt cho em ạ. Kính khoáng cứng, vỏ thép không rỉ nha mọi người. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một chiếc đồng hồ Senko 5, nhưng mà em này là hàng mới 100% ha mọi người. Hàng mới 100%, hàng trưng bày á, chưa lên tay. Mà nó không có hộp nha, em này không có hộp. Giá bán là 2 triệu. Mặt xám lông chuột nè, mặt xám lông chuột, một màu mặt rất là hiếm, kim cọc mạ vàng. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có hai ô lịch thứ ngày ha. Và phía sau là đáy lộ máy. Máy em này thì giống mà em 7 mà 8, 7, 7 và 8 và 9 luôn. Máy 7S26 ạ. Mọi chức năng đều hoạt động hoàn hảo ha mọi người. 3 kim 2 lịch. Hàng mới chưa lên tay nha. Đẹp cực kỳ luôn. Con này cũng rất là hiếm rồi, rất là cổ rồi. Lòng rất là hiếm và rất là ít ít còn những con nào mới như vậy lắm. Đa số là hàng qua sử dụng ha mọi người. Tên mã là SKX K75K nè. Chạy dòng máy con 7S26. Mã số 10, giá 2 triệu. Size em này là size 37 nha. Size 37. Dây thép cuộn ha mọi người. Dây thép cuộn là rất là nhẹ. Vẫn là thép không rỉ 316L. Kính và là kính khoáng cứng HQX độc quyền của Senko ạ. Mặt xám lông chuột, kim cọc mạ vàng, phơm dán cổ điển, mã số 10, size 37, giá 2 triệu nha. Hàng mới chưa lên tay. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 này còn mắc dây thừa ha mọi người. Là mọi người đeo thoải mái, không có sợ bị chặt tay đâu. Rồi kính là kính sapphire nha, toàn thân vỏ được làm từ thép không rỉ 316L, kim cọc mạ vàng ha, kim cọc mạ vàng. Còn ba cái vòng tròn thì là mạ vàng hồng nha, còn cọc và kim thì mạ vàng. Ba cái vòng tròn này
là mạ vàng hồng, có một cây kim dây và một cây kim 24 giờ, một thiết kế nhỏ nhỏ này, hay mọi người rất là ấn tượng luôn. Rồi nếu chúng ta đo nguyên cái vành này là 45, mà chúng ta đo cái vòng tròn viền này không á, nó là 41 ha. Sa mặt của em này nó tầm 41 bớ đến 42 nha mọi người. Ở đây nó có bắt hai con ốc vít nhìn rất là chất ha, nhìn rất cứng cáp và ngầu, và nó thiết kế thêm cái núm ren vặn, nó có thêm cái rãnh nữa, nhìn cũng giống giống con ốc nữa, nhìn nó rất là đồng bộ ha mọi người, nhìn nó cân đối. Kính là kính sapphire nha, dây vỏ được làm từ thép không rỉ 316L, dây này dây zin nguyên bản của hãng nha mọi người. Đây, ở trong nó có logo nè, mặt trong nó có hen, phía sau đáy là đáy lộ máy à. Con này máy đánh vân rất đẹp. Chạy dòng máy là con 4197 21 chân kính, tự động automatic nha mọi người, có hỗ trợ có tay, mức độ kháng nước là 100m, bản nội địa made in Japan, kính sapphire có ghi ở đây, tên mã máy số series ha mọi người, đầy đủ, trên quả văn cũng có chữ Japan và chữ Citizen được nhũ vàng rất là đẹp. Đồng hồ còn mắc thừa mã số 11, size 41 đến 42, giá 3 triệu rưỡi ạ. Nào thích mẫu này thì chốt giùm em ha, giá 3 triệu rưỡi. Lên tay rất đẹp, mặt đeo màu trắng ạ, có được thiết kế những cái vân gạch rất là chỉnh chu, trên mặt đeo có rất là nhiều họa tiết và có mà thêm một cửa sổ hở tim nằm ở góc 7 giờ nữa. Lắc tu lắc của em nó là 48,5 ha, và độ dày là 12 mm. Và đây cũng là chiếc đồng hồ cuối cùng của clip ngày hôm nay rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi cái đồng hồ của em ạ. Xin hẹn gặp lại mọi người ở cái clip lần sau. Em xin cảm ơn.